Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bụi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Em cũng muốn tặng anh một bài thơ. Em là cô giáo dạy toán, hơi khô khan một xíu ạ. Mình gặp nhau trong phép thử ngẫu nhiên, xác suất nào cho hai đứa nên duyên. Không gian mẫu chứa chân thành, chân ái, thì đồ thị tình yêu sẽ vẽ lại thành đường. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Bây giờ nhà gái mình giới thiệu về bản thân một chút nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh ạ. Xin chào em. Dạ, chào bạn Nam bên kia và tất cả quý vị khán giả ở trường quay và trên truyền hình ạ. Dạ, nhân dịp năm mới 2021 thì em xin chúc tất cả mọi người là một năm mới luôn bình an, mạnh khỏe và thật là vui vẻ ạ. Em tên là Đinh Thị Thanh Thảo ạ, năm nay em 30 tuổi, em là giáo viên dạy toán ở Bình Dương ạ. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Tức là ba mẹ mình ở Bình Dương luôn? Dạ không, ba mẹ em thì ở Hà Nam ạ. À, quê của mình là ở Hà Nam đúng không? Dạ. Rồi. Xin mời nhà trai ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phương Cương. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cương làm gì? Dạ, em là nhân viên sản xuất motor. Motor điện đó hả? Dạ. Quê em ở đâu Cương? Dạ, quê em ở An Giang. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì hả Cương? Dạ, ưu điểm là biết hát, biết đàn, ham học hỏi. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hay đi vô bếp ăn dụng. Ăn dụng hả? Dạ. Trời ơi, thì ăn dụng là dễ thương mà. Còn mình thì sao nào? Em thì ưu điểm của em đó là em trách nhiệm với cái công việc của mình ạ. Gần như là mình đúng giờ. Nhược điểm của em là em nấu ăn thì không có ngon ạ. Em, cái khả năng nhớ đường của em thì hơi dở. Nên mỗi lần nhìn thấy mấy anh cảnh sát là em sợ lắm. Ừ. Một phản xạ tự nhiên là thấy đã thấy là run rồi ạ. Có khi mình không làm gì luôn nhưng mà thấy là sợ rồi ạ. Đường tình duyên bằng nữ thế nào? Từ thời lúc bắt đầu sinh viên đến giờ thì em cũng có quen thích một bạn, nhưng mà trong đội tình nguyện của em, tuy nhiên là chúng em chỉ ở mức độ bạn bè. Khi em đi làm rồi thì môi trường làm việc rồi công việc mọi người rất là tốt, vui vẻ. Thành ra là thời gian nó cứ bẵng qua như vậy. Em thấy rất là ổn cho đến thời điểm này ạ. Năm mới á, nhà trai là có một cái gọi là một điều may mắn đầu tiên là đây là một người bạn còn tinh khôi của em. Nếu như mà hai em bấm nút xinh xắn luôn. Rồi nói cho bà mới biết mình có mấy mối tình rồi em. Dạ thì trước đây em cũng có hai mối tình chính thức và một mối tình phụ. Mối tình mà có phụ nữa. Đó, cái nghĩa là mình chia tay xong á là bắt đầu mình mới, nhưng thời gian sau mình mới quen cô đó. Trong khi hai cái cô đó thì được mình công khai. À, còn cái cô kia thì mình chỉ là đi uống nước này kia thôi. Vậy là không phải phụ đâu. Dạ. Coi như hai mối rử đó. Nhưng mà lý do tại sao tụi em chia tay? Sâu đậm nhất á, là không muốn đăng hậu đối á. Nhưng mà bên kia người ta muốn bắt lại để gả chỗ khác á. Còn mối tình sau này á, là muốn đi đến hôn nhân luôn. Nhưng mà bạn gái đó lại bắt cá hai tay. Bây giờ á, nhà gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào, thông báo coi giống bên đây không? Thực sự là em ấn tượng với những người đàn ông là chững chạc, có tính cách ấm áp và sẵn sàng chịu trách nhiệm và luôn suy nghĩ cho mọi người, không những gia đình mà có thể là cộng đồng nữa. Em cái yêu cầu là cao hay đẹp trai hay là nghề nghiệp phải ổn định hay như thế nào không? Thực ra ngày xưa học môn sinh á, em nghĩ là mình lùn rồi thì bạn nam cũng nên cao một xíu, sau này con cái mà cao ấy cũng từ 1m7 trở lên á. Không nên đen quá. Có nghĩa là khi mà người ta yêu ấy, có khi xấu cũng thành đẹp luôn á. Nên thành ra là cái phần ngoại hình em không có, không quan trọng nhiều, không có đòi hỏi bên nhiều trong quá. Đúng không? Dạ. Đó, bên đây nghe em cái đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng cỡ 60%. Trưởng mà em cao 1m bao nhiêu? 1m73. Dạ, cho em hỏi bên đó có yêu cầu chiều cao của nữ không ạ? Dạ thì chắc cũng tương xứng với em, cũng cỡ ngang với nhau. Ngang lẽ mà em muốn 1m72 luôn hả? Dạ 1m cũng cỡ 63, 64. Dữ vậy? 53, 54 được không? Cũng được nha. Cũng được. Cũng nhanh dữ vậy. Ba phải dễ sợ luôn rồi. Ông muốn hỏi gì ông hỏi đi. Sao? Em gái không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích người gia trưởng ạ. Hiền khô à? Không thích gì nữa không? Bạn nam hút thuốc lá. Ờ. Có hút không? Dạ không. Ông có hút?
Nói chung bên đàn gái không thích điều gì đàn trai không bao giờ có điều đó. Em có yêu cầu bạn gái của em như thế nào không? Vợ cũng không biết yêu cầu cái gì nữa. Ủa? Bây giờ mình muốn bạn gái mình xấu hay đẹp, nước da trắng hay đen? Chung thì già cũng già cũng được đó. Dạ, trắng trắng thì... Trắng trắng tốt phải không? Ừ. Rồi, cầu được ước thấy. Một mẫu hình giống ai nè, tưởng tượng cho nó dễ đi. Dạ, Thủy Tiên không được. Bên kia Thủy Triều được không? Dạ được. Một cái câu cuối cùng em chốt hạ lại đi, là giờ em có đặt nặng về chiều cao hay không thôi? Dạ, cũng không lắm đâu. Dạ. Ê, vậy là được rồi. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ. Dạ, chào cô Hồng Vân với chú Quyền Linh. Tôi là mẹ của Phương Cương. Nhưng tôi thấy cháu này là hiền, cái nét mặt cũng có hậu, cũng có duyên, là tôi cũng vừa bụng. Rồi tôi mong muốn cho hai đứa sẽ tìm hiểu nhau. Rồi, nhà gái đi với ai? Gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với bác của em, với bạn đồng nghiệp ạ. Xin chào chị Hồng Vân và xin chào anh Quyền Linh. Xin chào. Tôi là bác họ của cháu Thảo. Và sau đây còn phần nhận xét thì em xin được nhường cho bạn đồng nghiệp của cháu Thảo ạ. Rồi, mời bạn. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân ạ. Con thì xin phép thay mặt bác để chia sẻ một chút với chương trình. Con thì là đồng nghiệp của chị Thảo thì cũng đã được 4 năm rồi. Bản thân chị Thảo là một người rất là tốt bụng, luôn biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Về anh bên này thì khởi đầu thì con nhìn thấy anh hiền, chắc có thể là sẽ bao dung chị của em. Dạ, anh đẹp trai con cũng tương đối đẹp trai ạ. Anh có xứng với chị không? Dạ, con nghĩ là cũng hợp với chị của con. Dạ. Rồi, cảm ơn. Mở rào. Rồi, bước tới đi em. Dạ, con này luôn. Đứng lên nè. Dạ, con quà tặng mẹ. Thôi để anh ăn trước cho. Rồi. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà. Mới gặp lần đầu tiên chụp mũ liền ha. Đây là quả địa cầu. Em tặng anh với cái ý nghĩa là trên bề mặt của quả địa cầu thì có dãy núi, có dòng sông, đương nhiên là nó mấp mô đúng không? Nhưng về hình chung thì chúng ta đều thấy là nó là hình tròn. Tức là trong cuộc sống cũng như vậy. Con người hay là những cái thăng trầm mà anh trải qua thì chắc chắn sẽ có lúc đó làm anh buồn. Nhưng em hy vọng là anh luôn luôn vui vẻ để vượt qua nó. Rồi, cảm ơn em. Năm mới. Dạ, em chưa biết nói gì đâu, anh nói trước đi. Anh cũng vậy á. Anh cũng vậy kìa. Thích của anh là gì ạ? Anh thích đàn, thích hát và thể thao. Nói chung thì lúc ấy thì nó chuẩn bị trước hết trơn rồi, sao lên đây kính hồi hộp quá. Giờ anh có thể tặng em và quý vị khán giả một bài hát được không ạ? Được. Thôi chừng quên đi nha. Đứng luôn hả? Bước tới sát bên nó luôn. Nào. Dạ, anh sẽ hát bài hát được mình tên Đừng hát bài quê ngoại. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bụi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Yeah. Em cũng muốn tặng anh một bài thơ. Em là cô giáo dạy toán, hơi khô khan một xíu ạ. Mình gặp nhau trong phép thử ngẫu nhiên, xác suất nào cho hai đứa nên duyên. Không gian mẫu chứa chân thành chân ái, thì đồ thị tình yêu sẽ vẽ lại thành đường. Nếu thật lòng thương em, xin anh đừng có ngại, tọa độ nào cũng đi tới trái tim em. Còn có không? Hả? Cái bài này cũng đọc được không chú Linh? Được, đọc đi. 0963489800. Đó là số điện thoại của anh. Nếu một ngày em muốn khóc, hãy gọi cho anh nhé. Anh hứa sẽ không làm cho em cười, nhưng anh sẽ khóc cùng với em. Và nếu như một ngày em không muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi cho anh nhé. Anh chỉ đến bên em và im lặng. Và hôm nay, tại nơi này, cùng chứng kiến của ông ngoại bà mối và mọi người, em hãy bấm nút hẹn hò cùng với anh nhé. Vì... Ôi ôi!
lãng mạn dễ sợ chưa? Vô ngọt vậy luôn á. Ngọt ngào luôn á. Dạ lát lại cho em xin lại số điện thoại ạ. Sao? Thầy Thiện F1 gì đó được không? Sao dạ, đúng cái suy nghĩ của mình không? Dạ. Mở rào ra thì thấy cảm xúc làm sao? Dạ, cái này khó nói lắm ạ. Khó nói nhưng mà nói được. Thực ra là lúc mà nghe anh tâm sự bên kia thì em cũng chưa hình dung ra là như thế nào ạ. Rồi khi mở rào thì sao? Tại thấy anh cũng run như em, thấy có cái giống nhau rồi đó. Giữa Đồng Nai với Bình Dương đó. Dạ, thì anh có thể qua em được mà, anh sắp xếp được. Đồng Nai và Bình Dương cũng gần ạ. Nói chung thì tại vì cũng anh cũng có cái nghề tay trái á, là nhạc công á, hay đi đàn cho đám cưới á. Dạ thì nếu mà chắc hẹn hò vào thứ bảy chủ nhật thì cũng sẽ ít, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ngày thường. Nói chung cũng có chủ nhật nhưng mà nó ít vậy đó. Dạ. Dạ hiểu mà, em hiểu mà. Vì mình cũng người đi làm rồi á, nên là sẽ thông cảm được á. Rồi. Dạ. Yêu xa gì có ghen không? Yêu xa gì em có ghen không? Thực ra yêu thì phải tin tưởng ạ. Khi mà không còn yêu nữa thì nên cứ thẳng thắn nói với nhau ạ. Em cũng là lo về nhà mà mẹ cũng hỏi á, mọi người cũng hay hỏi. Thì em mới nghĩ ra một cái cách, đó là nói với mẹ là đang dịch, thì người yêu con không có về được. Mà ngày hôm nay tới đây thì em hy vọng là anh có thể không sợ dịch về với em. Thôi. Đi Hà Nam bao giờ chưa? Dạ chưa. Trời ơi Hà Nam đẹp khủng khiếp. Có một ngôi chùa lớn, thật là lớn luôn. Dạ. Trả lời đi đã. Dạ. Người ta nói như vậy thì đâu sợ dịch đâu. Thì đó thì phải trả lời chứ. Hà Nam. Hà Nam được em. Trả lời liền. Dạ. Tính tới luôn, nào tới luôn. Rủ em về Hà Nam xong về đâu nữa? Có mẹ đây xin mẹ luôn. Mẹ năm nay cho con về Hà Nam. Mẹ hôm nay cho con về Hà Nam cái mà. Mẹ cho thấy không? Trời ơi con lạnh đứng lên thôi. Quá trời. Hai đứa nắm tay luôn. Ôi dạ không cần bấm nút à? Tí nữa, bây giờ nắm tay nói lật đấy. Nôn bấm nút rồi. Không cần nắm bấm luôn. Có nó nắm tay rồi bấm gì nữa. Thấy chưa? Đúng rồi. Xin mẹ hôn cái luôn đi, khỏi bấm luôn. Trời ơi. Dì thấy bạn này đưa bạn này về Hà Nam được không dì? Được đúng không? Bên đây đã cho phép Tết là cho con về Hà Nam. Được. Bác cho con xin phép hôn bọn em. Khỏi bấm nút luôn đó, qua luôn đó. Qua coi như là đi thi mà vô thẳng đó. Đầu thẳng luôn. Khỏi bấm luôn đi. Chín tóc rồi nha. Hả? Chín tóc rồi nha. Sống theo hiến pháp và pháp luật hả? Cô giáo là phải sống đúng. Thôi trên sàn cũng được. Nói chứ hình như là cũng đúng hệ đúng không? Dạ. Em thấy trái tim rung động không? Dạ rung động. Em gái chúc hai đứa hạnh phúc nha. Còn thêm cái nữa là hồi nhỏ em nghe lời phụ huynh và thầy cô làm con ngoan trò giỏi nên là không có yêu đương. Xong này đi làm, ra trường đi làm thì lại vì tin tưởng mọi người quá nên là em lễ. Ủa sao tin tưởng mọi người ấy? Tại vì em chơi với một đám bạn thì cũng độc thân giống như em. Nên em cảm thấy là chơi với bạn thì lại vui hơn là có người yêu. Trời đất ơi. Thành ra lại là lần lượt là có người yêu và đi lấy chồng, lấy vợ. Tụi nó đi lấy chồng, lấy vợ hết rồi. Bỏ giờ còn chừa lại mình ơn em thôi. Thương không? Dạ nếu mà chưa lập gia đình thì cũng có người yêu rồi. Chào anh trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Rồi, mời em giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào MC Quỳnh Linh. Chào em. Chào MC Hồng Vân. Chào và em. Và bạn gái bên kia. Chào khán giả đừng quay. Em tên là Nguyễn Văn Cầu. Năm nay em được 29 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc ở Quảng Nam. Em làm gì Cầu? Dạ, em làm bên kỹ sư xây dựng. Kỹ xây dựng. Thế từ Quảng Nam em vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình à? Dạ. Trời, cảm ơn em đã lặn lội đường xa xôi. Hy vọng hôm nay sẽ thành công nha. Dạ. Còn mình giới thiệu đi cưng. Dạ. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nam bên cạnh. Em tên là Lê Thị Ánh Vàng. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam nhưng mà hiện tại em đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ồ vậy hả? Em tên gì em? Dạ em tên Ánh Vàng.
Ánh vàng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cầu ánh vàng. Dạ. Trời cầu ơi, gì được nấy. Cầu ánh sao bây giờ, hai bạn này cầu ánh vàng luôn ghê chứ. Cầu ánh vàng. Một bạn là quê Quảng Nam, hỏi coi huyện nào. Xin hỏi bạn gái bên kia là ở huyện nào ta? Dạ em ở Đài Lộc, còn anh ạ? Anh ở Tam Kỳ luôn. Dạ. Cũng đâu có xa gì mấy đâu. Dạ, dạ cũng gần. Không xa lắm. Thôi sát bên dạ. Mà. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái bạn kia đang làm ở Quảng Nam, bạn này đang nằm ở quận 1. Thì bao dạ. Thì một năm về quê mấy lần? Dạ, ý là tính là sang năm vào trong Sài Gòn lập nghiệp. Cũng ủa vậy đó hả? Muốn. Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Trời ơi khỏe luôn nữa rồi. Dạ. Rồi vậy là gần gũi rồi. Bạn không vậy là hợp lý rồi đó. Bạn gái cho đàn trai biết ưu điểm khuyết điểm của bạn đi. Dạ em tuy không có cao nhưng mà não thì đủ dùng. Tuy không cao nhưng não đủ dùng nha. Dạ. hơi khó tính nhưng mà cực kỳ tốt tính. Hơi khó tính nhưng mà rất tốt tính nghe. Trời. Dạ còn EQ thì không có được tốt bằng IQ lắm nên là rất là ngại giao tiếp với người lạ. IQ dạ. Cao hơn EQ hả? Bạn này dạ. Có cái cách giới thiệu đáng yêu ghê á. Dạ. Chút phải ghi chép lại đang học bỏ lên mấy cái vở kịch á. Rồi khuyết điểm của bạn là gì? Dạ đó là em hơi khó tính ạ. Gì? Bạn hơi khó tính. Khó cỡ nào? Tức là em luôn đặt ra những cái tiêu chuẩn cho bản thân mình cũng như là cho những người khác nên là nếu mà không có đạt được những cái đó thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhiều lúc là cũng sẽ nhăn nhó với lại mọi người. Rồi bạn trai. Dạ ưu điểm của em là hiền lành thật thà, hay giúp đỡ mọi người, với lại mấy người ở đồng nghiệp công ty là khen em là hiền lành, hòa nhã, dễ tính. Còn khuyết điểm của em thì cũng hay là cào với bạn bè, cũng hay nhậu, tại vì đặc thù của nghề xây dựng là cũng hay anh em mỗi lần chiều thứ bảy chủ nhật gì đó cũng ra quán làm xíu. Cũng phải lâu lâu mà thấy tuần nào cũng nhậu chứ. Nó xây dựng cuối tuần lãnh lương là nhậu à. Dạ. Kìa, mà mỗi qua nhìn đàn dạ, trai kìa. Dạ cô... em. Ủa, rồi bên ngân hàng mình có đi nhậu không em? Dạ, công việc của em thì chủ yếu làm việc với lại số liệu nên không có phải đi tiếp khách hay là gì nên. Rồi bây giờ cuối tuần người ta đi nhậu rồi em tính sao? Dạ, không sao ạ. Nói chung nhậu có chừng mực thì đối với em là ok. Chừng mực là bao nhiêu lon? Dạ, không xỉn, biết đường về là được. Không xỉn, biết đường về. Sao em? Có bao giờ nhậu mà không biết đường về không? Dạ, nói chung là em nhậu là biết kiểm soát. Rồi chị hỏi em nè. Dạ. Có nhiều bồ không? Dạ, em thì em được 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là năm cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cũng được lâu, được 2 năm. Tại vì đợt trước là em hay đi làm xa. Tại vì công trình của em là làm cầu đường với lại trường học xa đó. Hai đứa do điều kiện gây lộn với nhau thì cũng nói qua nói lại. Mình cũng có thời gian gần gũi bạn gái để mình chia sẻ và làm thông cảm. Cái hai đứa giận luôn. Giận luôn, bao lâu rồi cưng? Dạ cách đây 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ được 2 năm. Đó, cũng do việc là đi nhậu hay đi làm công việc suốt rồi không có chăm sóc. Mà phụ nữ thì cần cái sự quan tâm và chăm sóc hết sức là quan trọng em trai à. Yeah. Đúng rồi, lúc nào phải quan tâm đến người phụ nữ mình yêu. Mà yeah. Chị hỏi em hình dung cái bạn gái bên Rào này như thế nào? Dạ nói chung là nghe giọng là em thích à. Nghe Quảng Nam là thích thì lắm. Quê hương mình là mình thích rồi. Dạ. Đó đương nhiên rồi nhưng mà giọng bạn gái cái về tính cách thì em thấy là rất là ok. Nãy em nghe bạn giới thiệu về mình em thấy ấn tượng ghê không? Dạ, chị còn ấn tượng nữa. Dạ. Em hình dung cô gái bên đây có cái diện mạo ra sao? Thì em nghĩ là 1m khoảng 58-59. 1m 58-59. Dạ, còn thân hình nói chung thì cũng đều đặn. Mái tóc thì mái tóc dài. Mái tóc dài, màu đen hay màu gì? Dạ màu đen. Màu đen. Dạ. Da trắng hay là da đen nè? Dạ da trắng. Da trắng. Mấy cái người hiện đại anh nghĩ rằng tóc không dài đâu. Lên anh đoán hả? Tôi là người hiện đại hả? Không Vân không dài, Vân vẫn truyền thống đấy Vân. Theo tôi là cô gái kia là thường những người IQ á, cao á, thì họ không để tóc dài đâu. Tóc dài đầu ngứa ngái IQ có nổi ra ngoài ngứa ngái. Rồi tóc ngắn anh đoán như vậy đó. Dạ thôi để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Dạ. Trời tôi nói có sai đâu. Vậy em nói thử cái tóc em như vậy từ đó giờ hay là hồi đó em có để dài không? Em cho một cái điểm cho bạn trai bên kia coi. Dạ em cắt từ năm 2015 ạ.
Lúc trước thì em cũng đã từng để dài tóc chắc đến lưng ấy. Nhưng mà em cảm thấy nó tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc trong việc gội rửa, nên là em quyết định là cắt tóc. Nhưng mà giờ thì em lại thấy hơi hối hận, tại vì thời gian và tiền bạc đầu tư vào việc cắt nó thì nó lại nhiều hơn cái việc gội. Con gái có mấy mối tình rồi? Dạ em ế từ trong bụng mẹ ế ra. Ế từ trong bụng mẹ ế ra. Thấy thương ghê không? Thiệt không? Dạ thiệt. Không có mối tình nào luôn hả? Dạ không có một mối tình, chưa từng nắm tay luôn. Ai tin tôi cùi liền á. Sao vậy? Dạ tại vì lúc em nhỏ khó quá thì sao? Dạ cũng có nhiều lý do lắm, và khó là cũng là một phần. Còn thêm cái nữa là hồi nhỏ em nghe lời phụ huynh và thầy cô làm con ngoan trò giỏi, nên là không có yêu đương. Sau này đi làm, ra trường đi làm thì lại vì tin tưởng mọi người quá nên là em lại ế. Ủa sao tin tưởng mọi người ấy? Tại vì em chơi với một đám bạn thì cũng độc thân giống như em, nên em cảm thấy là chơi với bạn thì lại vui hơn là có người yêu. Trời đất ơi. Thành ra lại là lần lượt là có người yêu và đi lấy chồng lấy vợ. Tụi nó đi lấy chồng lấy vợ hết rồi. Bỏ giờ còn chừa lại mình ơn em thôi. Dạ nếu mà chưa lập gia đình thì cũng có người yêu rồi. Được rồi. Một người năng động xinh xắn này không có người yêu đúng không? Không ai tin, nhưng mà nói ra lý do thì có thể. Em tưởng tượng cái người bên rào như thế nào? Con trai Quảng Nam đó. Chắc em nghĩ là chiều cao thì về ngoại hình thì chiều cao là chắc sẽ cao hơn em. Thì dĩ nhiên. Chỉ đàn ông hay cao em lén. Em hy vọng là cao trên 1m65. Dạ. Hơn nữa đó. Dạ vì em muốn cải thiện F1. Còn không cần quá trau chuốt nhưng mà phải gọn gàng sạch sẽ. Dạ. Đó, em hình dung về... đi, em tả cái bạn đó đi. Hai điều em nói là đúng rồi đó. Dạ về tính cách thì trưởng chạc, trưởng thành. Để có thể là lo giúp em. Tại vì em tính cũng hơi trẻ con tí. Bạn này trưởng chạc đó. Dạ. Bạn này phải nói cũng phong độ, đẹp trai đó. Anh thấy cũng đủ để các bạn có thể cảm nhận về nhau rồi. Bây giờ hỏi người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ hồi nãy thì cũng có đi với bạn, nhưng mà bạn có việc mất. Rồi bạn về rồi ha. Dạ. Thôi được rồi, cũng có mọi người ủng hộ bạn. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại hội anh chị em đồng nghiệp thân thiết của em. Dạ xin chào hai MC và chào quý vị khán giả và chào anh ạ. Dạ em là em gái của chị Ánh Vàng. Dạ anh có thể cho em hỏi một câu được không ạ? Dạ được. Anh lúc nãy thì em có nói là anh dự định là năm sau là mình sẽ vào Sài Gòn để làm việc đúng không ạ? Đúng. Thì anh đã chuẩn bị gì cho cái kế hoạch đó chưa? Trước khi anh đăng ký vào chương trình này, anh cũng phải dự định cho bản thân mình trước. Mới vào nay cũng hơi lạ xíu, tại vì thành mức sống ở thành phố với lại cái nhịp sống hơi nhộn nhịp. Từ từ thì anh cũng bắt nhịp lại. Thì anh cũng chuẩn bị cũng nhờ bạn bè gì đó là cũng mong muốn là tìm cho mình công việc để mình ổn định. Dạ em cảm ơn anh. Chị Vàng nhà em thì có chút khó tính chút xíu, nhưng mà chỉ là cảm giác ban đầu thôi. Nếu mà thân thiết rồi thì sẽ rất là dễ thương, tốt bụng và biết hiểu cho người khác. Thì em nghĩ là chắc chị Vàng cũng sẽ hiểu cho anh. Nếu mà hai người có thể đến với nhau thì chắc là có thể chờ đến ngày anh vào Sài Gòn. Còn chị Vàng ơi, em thấy anh bên này cũng dễ thương, cũng thật thà. Nếu mà chị cảm thấy ưng thì có thể cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em gái. Ok. Mở rào cho hai bạn gặp mặt đi. Rồi, tới luôn. Rồi, tặng em. Bó hoa và sô-cô-la. Dạ, em rất là thích đây, món quà này. Tôi cầm cho. Đó. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây là bánh em tự làm. Rồi, cảm ơn em rất em nhiều. Em có một đam mê đó, rất là thích làm bánh, rất là thích đồ ngọt. Cái này là mới làm sáng nay, lúc mà làm thì vừa nhỏ bọt và xong cũng suy nghĩ, tưởng tượng ra là người nam mà đến chiều nay mình gặp là sẽ như thế nào. Nói chung vừa nặng bánh và vừa nặng người luôn, nên là anh cứ từ từ. Rồi, thử anh và rất cảm, cảm ơn món quà của em. Dạ. Đây nè, mấy chục năm chưa bao giờ gặp mặt đó, bây giờ lần đầu tiên gặp mặt các bạn cảm nhận thế nào? Theo em thì thấy bạn nữ rất là dễ thương, vì ngoại hình rất là xinh đẹp. Lạ đúng không? Nhìn dạ. Rất là lạ. Còn bạn gái nữ cảm nhận bạn trai thế nào? Đầu tiên thì em rất là có cảm tình, tại vì là người đồng hương. Dạ. Lại người Quảng Nam thì rất là tính tình thì rất là thật thà, chất phác. Nói chung về ngoại hình thì em thấy là đã đảm bảo được cái tiêu chuẩn của em. Cho em hỏi là anh có hay thường xuyên giúp đỡ mẹ trong công việc nhà hay là... Có chứ anh, tại vì em biết sao không? Ba anh là mất sớm, là nhà anh là có mẹ với lại hai anh em trai.
Nhưng mà anh là anh tài cả nên anh cũng rất là chú tâm đến gia đình, nên anh rất là giúp mẹ. Nếu mà sau này mà anh có thể sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với người bạn đời của anh không? Anh tất nhiên, anh chấp nhận. Tại vì em rất là thích làm bánh, nhưng mà em lại không giỏi nấu ăn mà em cũng không thích nấu ăn. Trời, anh thấy nhìn này, anh không cơ bắp thế này phụ giúp em thoải mái. Vậy em làm bánh cho anh ăn suốt cuộc đời luôn đi. Tương lai thì khoảng bao lâu tụi em có thể tiến tới hôn nhân được, trao đổi với nhau đi? Thì em nghĩ đi. Em thì có thể là đã sẵn sàng, nhưng mà em nghĩ cái này chắc là tùy duyên. Tức là cái cơ hội mình tìm hiểu. Đúng xong rồi. Nếu mà hợp nhau thì là có thể tiến xa hơn. Anh cũng mong em cho anh cơ hội. Về quan điểm con trai con gái thế nào? Nhiều anh có phải là người gia trưởng gái không? Đứa con trai đó. Anh thì không gia trưởng. Anh nói chung là anh nghĩ theo hôn nhân thì nên tôn trọng giữa vợ chồng với nhau. Khi mà hai người giận nhau thì ai sẽ là người làm hòa trước? Thì tất nhiên sẽ anh. Anh sẽ dỗ người yêu anh chứ. Bây giờ là bạn trai đứng biến tới nắm tay bạn gái. Nói chung anh cũng mong muốn là cho anh một cơ hội để sửa ấm trái tim em. Dạ. Em cũng hy vọng là hai người sẽ cho một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Rồi, vào vị trí. Chúng ta hướng mắt về phía trước, để tay vào nút bấm. Đó là lúc chúng ta làm nhiệm vụ của trái tim mình. Trái tim mình bảo sao mình làm y chang thế. Thích thì bấm ngay, rung động là bấm ngay, đừng chần chờ gì cả. Đó, rồi xong. Lên kìa. Đó, trời ơi. Không ai giành được. Ồ. Rồi, rồi. Rồi xong rồi. Phải mạnh mẽ như thế chứ. Dạ. Coi như là cá gặp về với nước rồi đó. Ừ, cá gặp nước. Hồi nãy là bạn này bạn phạm luật, bây giờ luật mới cho phép bạn hôn nè. Trời ơi, cái hôn hồi nãy nó mới là hay đó. Hồi nãy là bạn phạm luật. Rồi hôn nữa đi. Đó, ừ. Trời ơi, lần đầu. Ừ, em mọi người ơi. Lần đầu của em luôn đó. Lần đầu luôn đó.